bạn đọc càng nhiều bạn biết càng nhiều bạn học càng nhiều bạn càng đi nhiều trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ bạn biết rằng bạn đã đọc cuốn sách hay khi bạn dở đến trang cuối cùng và cảm thấy như mình vừa chia tay một người bạn việc đọc rất quan trọng nếu bạn biết cách đọc cả thế giới sẽ mở ra trước mắt bạn. Nghệ thuật đọc là lướt qua một cách khôn ngoan. Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa, chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người không cần phải đốt sách để phá hủy một nền văn hóa chỉ cần buộc người ta ngừng đọc mà thôi tôi càng đọc tôi càng suy ngẫm và tôi càng được nhiều tôi càng có thể tin chắc mình không biết điều gì sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản quý báu của các thế hệ và các quốc gia. Chúng ta sẽ trở thành gì phụ thuộc vào điều chúng ta đọc sau khi tất cả các thầy cô giáo đã xong việc với chúng ta. Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở. Hãy đọc cuốn sách hay nhất trước, nếu không, bạn có thể chẳng có cơ hội đọc nó đâu. Sách cũng giống như bạn hữu nên ít và nên lựa chọn kỹ sách chỉ phí giấy nếu chúng ta không hành động theo những hiểu biết mà tư tưởng mang lại cuộc đời ta thay đổi theo hai cách qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc tất cả những gì con người đã làm nghĩ hoặc trở thành được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách một cuốn sách thực sự hay nên đọc lúc tuổi trẻ, rồi đọc lại khi đã trưởng thành và một lần nữa lúc tuổi già, giống như một tòa nhà đẹp nên được chiêm ngưỡng trong ánh bình minh, nắng trưa và ánh trăng. Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách mà tất cả mọi người đều đọc, bạn chỉ có thể nghĩ tới điều tất cả mọi người đều nghĩ tới vào khoảnh khắc mà chúng ta thuyết phục đứa trẻ, bất cứ đứa trẻ nào bước qua bậc thềm ấy, bậc thềm màu nhiệm dẫn vào thư viện, ta sẽ thay đổi cuộc sống của nó mãi mãi theo cách tốt đẹp hơn. Sách cũng giống như những người bạn thâm tình rằng sách sẽ xuất hiện trong cuộc đời khi bạn cần chúng nhất. Sách là phép màu độc nhất và diệu kỳ trong đời thực. Văn học là cách an toàn để con người tìm hiểu về thế giới, cũng là phương tiện truyền lại những giá trị tốt đẹp từ đời này qua đời khác. Đọc sách rất quan trọng, đó là cách để chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người khác từ đó gây dựng lòng đồng cảm sâu sắc. Thế giới câu chuyện trong sách cho chúng ta khả năng tĩnh lặng và độc lập, hai điều đang biến mất nhanh hơn nước băng tan ở vùng cực. Như thế nào là một thể xác không có tâm hồn? Đó là một căn phòng không có nổi một quyển sách. Việc đọc khiến tất cả chúng ta trở thành dân nhập cư đó đưa độc giả rời xa quê hương nhưng quan trọng hơn chúng ta lại tìm thấy mái nhà ở khắp mọi nơi đọc sách là một nghệ thuật tích cực giàu trí tưởng tượng và cần cả sự nỗ lực đọc sách là liều thuốc kích thích sự phát triển của trái tim và tâm hồn hơn bất kỳ phương pháp chữa lành nào khác đọc sách là điều cần thiết cho những ai muốn vươn lên tầm thường người đọc sách sống một ngàn cuộc đời trước khi chết người không bao giờ đọc chỉ có duy nhất một cuộc đời một khi bạn tâm đắc và đọc xong một cuốn sách vĩ đại yêu thích cả cuộc đời bạn sẽ luôn gắn liền với một phần nội dung trong quyển sách ấy